Hoa Mộc Lan xin chào các bạn. Những chú chó này dường như đã phải gặp một tai nạn khủng khiếp. Toàn thân người của chú chó đang dính trong một mảng nhựa đường vô cùng lớn. Nhìn những ánh mắt của những chú chó cũng cho chúng ta thấy chúng đã phải trải qua một tai nạn đau đớn đến mức nào. Hãy cùng Hoa Mộc Lan theo dõi những chú chó tội nghiệp này đã gặp phải chuyện gì nhé. Một chú chó màu đen đang kêu lên một cách đau đớn. Chú chó ấy đang bị mắc kẹt trong nhựa đường. Màu lông của chú chó ấy gần như tiệp màu với đất. Những người cứu hộ đã suýt không nhận ra. Cả bốn chân của chú chó đều bị đất đá đè lên, còn thân người thì bị dính chặt vào trong đất. Rất có thể chú chó đã vô tình bị sạt lở rơi trúng người. Những người cứu hộ đang cố gắng cứu chú chó ra khỏi đó. Họ thậm chí còn phải dùng đến cuốc, xới đất lên và cứu chú chó ra khỏi đó. Hơi thở của chú chó tuy đang yếu dần, nhưng họ vẫn thành công cứu cậu bé ra khỏi đó. Thân người của nó vẫn còn ghì chặt vào đám nhựa đường. Họ bắt đầu đưa nó ra khỏi đó. Ở một nơi nào đó, những người cứu hộ lại tìm thấy hai chú chó khác. Chúng được tìm thấy dưới đống đổ nát của ngôi nhà. Dường như ở đây đã xảy ra một thảm họa khủng khiếp. May mắn là hai chú chó này không bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng phần chân của hai chú chó vẫn dính nhựa đường. Các chú chó được cứu bắt đầu được mang đến bệnh viện. Nhìn đôi mắt của những chú chó, chúng ta cũng có thể hiểu chúng mất nước và kiệt sức đến mức nào. Các bác sĩ bắt đầu tiêm nước cho những chú chó. Họ nhẹ nhàng cẩn thận thoa dầu lên những chỗ mà chú chó còn dính nhựa. Từng mảng bám của nhựa đường bong chóc ra. Chỉ xem thôi chúng ta cũng có thể thấy sự đau đớn mà nó mang lại. Họ tốn rất nhiều thời gian để có thể làm bong chóc hết nhựa đường. Ta có thể thấy cận cảnh những khuôn mặt mệt mỏi của chú chó. Cuối cùng những chú chó cũng có thể thoát ra và tự do. Những đám nhựa đường được bóc ra khỏi thau. Khối lượng của chúng có thể nói là nặng tầm vài ký. Một khối lượng như thế mà dính vào người chú chó suốt mấy giờ đồng hồ liền. Thật quá đáng thương cho chú chó này. Các nhân viên cứu hộ bắt đầu tắm rửa cho chúng. Đôi mắt của chúng bắt đầu tràn đầy sức sống hơn. Bây giờ các chú chó cũng sẵn sàng để đoàn tụ với gia đình của chúng. Những chú cún trở lại và quấn quýt bên người mẹ của mình. Mẹ của chúng liếm khắp người chúng để có thể làm khô bộ lông đang ẩm ướt. Các chú chó dần hồi phục. Chúng đều được mọi người ở đây yêu mến. Những cái tên của chú chó cũng được mọi người đặt cho. Thật may mắn khi chúng ta vẫn còn được nhìn thấy những gương mặt dễ thương đó. Sau đây là câu chuyện thứ hai. Một vật nhọn dường như mắc kẹt vào mũi của một chú rùa. Những người ở đó đang cố lấy vật đó ra khỏi mũi của nó. Nhưng điều đó thật không dễ dàng. Khuôn mặt của chú rùa co lại vì đau đớn. Cả hai đôi mắt nhắm tịt lại. Vật này có kích thước gần bằng chiếc mũi của chú rùa. Vì thế nếu không cẩn thận kéo ra, sẽ có thể làm tổn hại đến mũi của chú rùa đó. Vật nhọn từ từ nhú ra. Vì quá đau đớn, chú rùa bắt đầu vùng vẫy, mặc dù mọi người ở đó đã giữ rất chặt. Máu bắt đầu chảy ra từ mũi. Ta cũng có thể thấy nó đau đớn đến nhường nào. Tiếng rên một ngày một lớn hơn. Cố lên rùa ơi, chỉ còn một tí nữa sẽ xong ngay thôi. Cả người đang kéo vật nhọn ra khỏi mũi cũng liên tục xin lỗi nó. Cô ấy đang cố gắng hết sức để chú rùa không quá đau. Kéo ra được phân nửa, họ bắt đầu cắt đoạn vật nhọn đó. Vì nhận ra nó quá dài, nếu như tiếp tục kéo, có thể sẽ làm cho chú rùa tiếp tục đau thêm. Họ cắt một mẩu vật nhọn đó ra. Chúng ta có thể thấy nó cứng đến mức nào. Ngay cả các bạn xem video còn khó chịu thì thử hỏi chú rùa đã chịu đựng đến mức nào. Gương mặt của chú rùa bắt đầu giãn ra. Đôi mắt cũng đã mở ra, không còn nhắm như lúc nãy. Đau đớn có thể đã được giảm đi phần nào khi họ đã rút đi một nửa vật nhọn. Những người ở đó tiếp tục kéo phần còn lại của vật nhọn. Họ cũng cho biết rằng nhựa cũng là một trong những lý do mà chú rùa này gặp tình trạng như thế này. Đó cũng là một phần ý thức của con người chúng ta. Khi mà quá nhiều rác thải nhựa được chúng ta xả một cách vô tội vạ, và khi đó những sinh vật dưới biển, chúng sẽ ăn phải và có thể đột tử ngay lập tức. Hay cũng có một số tình trạng như là chú rùa này đây. Vật này dính rất sâu vào mũi chú rùa. Không những thế, nó còn rất chặt. Những người cứu hộ cũng đang rất vất vả để có thể lấy nó ra. Nếu nhìn kỹ, các bạn cũng có thể thấy nước dãi của chú rùa tiết ra. Nhiều đó cũng đủ để mấy bạn cảm nhận được nỗi đau rồi đấy. Công việc của họ đã gần đến đích. Ôi trời, cuối cùng họ cũng có thể kéo được vật nhọn đã ra khỏi mũi chú rùa. À không, đây không phải gọi là vật nhọn được nữa, nên gọi là một thanh sắt thì hơn. Cộng với thanh lúc nãy đã bị cắt ra, thì nó dài khoảng hơn một gang tay của các bạn đấy. Thế nhưng chú rùa rốt cuộc cũng đã được giải thoát khỏi thanh sắt. Sau đây là câu chuyện thứ ba. Một giếng nước vô cùng sâu. Ngồi lên là một chú voi đang ở dưới giếng nước đó. Có lẽ chú voi đang bị mắc kẹt khi vô tình rơi xuống giếng nước. Một nhóm người đàn ông đang tìm cách cứu chú voi đó. Theo như những gì họ biết, thì chú voi này đã bị mắc kẹt tại đây khoảng 3 ngày. Chiếc vòi của chú voi đang cố gắng trườn lên khỏi bờ. Chân thì đang cố gắng vùng vẫy. Cùng với đó là tiếng kêu thất thanh như đang kêu cứu mọi người ở đó. Vì thành giếng quá sâu và trơn, khả năng chú voi có thể tự mình thoát khỏi đó là rất thấp. Những người đó có thể dễ dàng cứu chú voi bằng máy xúc, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ khiến cho chú voi bị thương. Mọi người bắt đầu tiến hành đào chiếc giếng đó, để đất nước bắt đầu tràn ra, từ đó để chú voi có thể tự trèo lên được. Nhưng việc đó trở nên vô nghĩa khi mà cố vùng vẫy trong chiếc giếng đó 3 ngày đã khiến cho chú voi trở nên hoàn toàn kiệt sức. Họ lại tiếp tục thử cách khác, đặt chú voi lên một khúc cây. Sau đó họ định vận dụng đòn đẩy để đẩy chú voi lên, nhưng dường như nó không hề di chuyển một tí nào cả.
Có thể nói bây giờ chú voi không còn một tí năng lượng nào để vùng vẫy nữa, và chỉ trông chờ vào những người dân để cứu nó ra khỏi giếng. Họ buộc dây thừng vào hai bánh xe, sau đó họ gọi đến một chiếc máy xúc. Chiếc máy xúc bắt đầu đào một khoảng đất để tạo đường cho chú voi, cùng lúc đó là để bánh xe dưới người chú voi và kéo lên. Nỗ lực của họ cũng trở nên vô ích. Khi mà kích thước của con voi quá lớn để có thể kéo lên bờ, chú voi bất lực nằm đó và vùng vẫy chân. Mặc dù có thể tiêu hủy chú voi nếu họ không cứu được, nhưng người dân ở đó vẫn nỗ lực hết sức để có thể cứu chú voi này. Chiếc máy xúc vẫn cố gắng đào xung quanh giếng, còn người dân thì thay phiên nhau kéo chú voi. Chú voi lúc này dường như cũng cảm động trước những hành động đó của người dân. Nó cũng cố gắng lấy chiếc vòi của mình, bám vào dây thừng của mọi người và cố gắng di chuyển lên bờ, nhưng vẫn không ổn. Họ đành rời khỏi đó để tìm cách khác. Họ đành phải để máy xúc đẩy chú voi lên. Chiếc máy xúc tiếp tục đào xung quanh cố gắng làm rút nước, để chú voi không phải chịu ở dưới nước quá lâu. Khi đào chiếc giếng đã đủ sâu, người dân tiếp tục sử dụng dây thừng. Mỗi người một bên giữ chặt dây thừng, để cố gắng kéo chú voi lên. Cuối cùng chú voi đã có thể đứng dậy và có thể dễ dàng đi lên bờ. Độ sâu hiện giờ quá dễ dàng để nó có thể trèo lên. Chú voi nhìn về phía những người dân đã cứu mình. Có lẽ chú voi cũng đang thầm cảm ơn họ vì đã cứu nó một mạng sống. Cái kết có hậu có lẽ luôn là phù hợp nhất với chúng ta, phải không? Nếu như chứng kiến chúng phải chết hay không cứu được, những người xem như chúng ta cũng sẽ rất đau lòng. Video cũng xin tạm kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.